Cảm ơn các bạn đã quay trở lại với kênh của Điện Lạnh Mai Chi. Hôm nay mình lại tiếp tục chia sẻ với các bạn một cái ban bệnh của dòng máy giặt Panasonic cửa ngang. Máy mono thôi. Nên hiện tượng nó là không giặt không vắt cũng không thấy báo lỗi gì. Rồi, mình đã kết nối đầy đủ rồi và mình sẽ cắm điện. Vẫn đang nhớ này. Rồi đây, mình sẽ thử chương trình giặt cho các bạn xem. Bơm xả nó chạy đấy. Cấp nước này đấy, cấp nước motor không chạy, mình bơm nước này đó, ngắt nước rồi, motor không chạy. Ngắt nước rồi motor không chạy cũng không thấy báo lỗi. Thông thường là nếu không chạy được sẽ báo lỗi ngay. Đây, mình thử các bạn chức năng vắt nhé. Chức năng vắt là Super Green. Mình thử chọn cái tốc độ vắt nó xem nào. 400, 600, 800, 1000. Tốc độ vắt là 1000 vòng. Đó, bơm xả nó chạy rồi. Đây, phao đây các bạn nhé. Phao là phao IC. Đời này sử dụng phao IC các bạn nhé. Phao gắn IC ở phao luôn. Gọi là phao IC. Đó, máy cứ chạy suốt như này mà không hề vắt, không báo lỗi gì luôn. Trong khi đó là phao đã báo hết nước rồi các bạn nhé. Đây, mình đo các bạn xem tần số phao này. Trước mình đã chia sẻ các bạn video về cái phao rồi. Thì mình sẽ đo cái tần số phao hiện tại cho các bạn xem. Phao IC thì chúng ta sẽ đo chân mát và chân out luôn. Tại vì IC nó gắn trong phao rồi. Đó, tần số phao hiện tại đang là 26,33 kHz. Như vậy là đã báo hết nước rồi đấy. Tín hiệu phao tốt. Mà máy không chạy. Rồi, để không kéo dài thời gian quay video clip thì mình sẽ tháo mạch ra và chúng ta sẽ kiểm tra sửa chữa. Như vậy là máy không chạy rồi. Đây các bạn nhé. Thì mình đã tháo cái bo ra đây rồi. Thì mình thấy là cái bo này thì cái mặt trên thì khá là đẹp. Tuy nhiên là phía dưới thì người ta cũng đã từng thợ người ta cũng đã từng sửa rồi. Người ta đã từng cắt mạch để sửa như này rồi. Chưa biết là trước hư hỏng cái gì. Đó. Theo như mình quan sát thì cái phần sau này keo còn nguyên. Chỉ có mỗi thay con tụ đây thôi. Thay mỗi con tụ đây thôi. Đấy, con tụ này thì mình thấy là đào keo. Đấy, ngày trước dỡ sửa này. Con ghi ở đây các bạn nhé. Cho chạy, không khóa cửa, không hoạt động. Cái gì đây? Thay khóa mới cũng không được.
Đó, lần trước hỏng cái gì không biết, nhưng tóm lại là người ta dán giấy ghi vẫn là như vậy. Rồi, mình sẽ tiến hành nhấc cái chỗ này ra mình kiểm tra, nhấc cái chỗ cắt này ra, kiểm tra xem là có vấn đề gì bất thường không. Đây rồi các bạn nhé, sau khi mình cắt mạch ra thì mình đã nạy keo đi và mình đã kiểm tra rồi, mình kiểm tra sơ qua rồi. Thì mình phát hiện ra là một trong ba con dưa le điều khiển đảo chiều động cơ, đảo chiều motor này nó bị hư hỏng, dẫn đến là hở mạch rotor và cái mạch điện nó đã ra lệnh điều khiển cái chiắc ở đây cấp điện rồi nhưng mà motor không chạy. Thì để kiểm tra được cái này ở trong mạch điện đấy thì đôi khi các bạn nhấc ra thì nó rất là khó khăn. Thì đây nó bị hư hỏng một trong ba con dưa le nằm ở đây, con đảo chiều và con ba con dưa le này thì như mình đã giới thiệu ở các cái video clip trước rồi. Thì một cặp thì làm nhiệm vụ là đảo chiều quay trái phải motor này, một cái dưa le thì làm nhiệm vụ là thay đổi giữa chân tốc độ cao và tốc độ thấp của motor đó, thông thường là như vậy. Thế còn cái con nằm ở đây là con chiếc cấp nguồn cho motor này. Thế thì để kiểm tra được nhanh ở trong mạch mà chúng ta không phải nhấc ra thì thông thường mình hay làm theo cái cách như thế này, là mình sử dụng cái bộ nguồn điều chỉnh 12V này, mình sẽ cấp điện cho nó và mình sẽ đo xem là các cái tiết điểm trong motor nó còn làm việc tốt hay không. Thì đây mình đã vẽ sẵn ra cái giấy một cái sơ đồ motor, à một cái dơ le nó thiết kế như này. Đây các bạn nhé, thì người ta sử dụng ba con dơ le loại 5 chân. 5 chân ấy, thì nó có là ba chân tiếp điểm thì hai cái chân cuộn hút, thì ba con dơ le rất là giống hệt nhau về chỉ số cũng như là giá trị dòng chịu đựng của cái tiếp điểm. Để mà mình kiểm tra dưa le này trong mạch ấy, thì thông thường là mình cũng lười hút ra lắm, thì hút ra thì đôi khi chúng ta tác động nhiệt là nó cũng làm thay đổi, thì mình sẽ kiểm tra trực tiếp trên mạch. Thì mình sẽ sử dụng cái bộ điều chỉnh 12V nguồn 12V này đấy, rồi mình sẽ cấp điện cho dưa le. Thế thì như các bạn đã biết sơ đồ cấu tạo dưa le rồi, thì cái chân ở giữa trong cái ba chân này thì cái chân ở giữa là chân này. À, chân trung sẽ là cái chân mà nguồn trung. Thế còn hai chân hai bên là cái vị trí mà có ba chân này này. Đấy. Thì đây, mình có một con dơ le bên ngoài đây. Thì mình đã có một con dơ le bên ngoài mình nhấc ra như này rồi. Thì cái bên mà có ba chân ấy thì cái chân ở giữa là chân trung, là chân chạy cấp nguồn trung. Còn hai cái chân hai bên ấy là cái chân cuộn hút. Đây các bạn nhá, hai chân hai bên là chân một của cái cuộn hút của dơ le. Thế thì ở trạng thái mà không cấp điện, tức là trạng thái thường đóng ấy, mình ký hiệu ở nhà sản xuất người ta kia ở NC ấy, là nó sẽ đóng cái chân giữa này sang cái tiếp điểm phía bên tay phải của chúng ta. Nếu chúng ta để cái ba chân quay về phía chúng ta thì các bạn sẽ thấy là nó sẽ thông từ chân này sang chân này. Đấy, đây là trạng thái thường đóng của nó. Cái khi nó có điện hoạt động thì nó sẽ đóng từ cái chân giữa này sang cái chân phía bên tay trái này, tức là chân NO này. Đó, thì ba con đều có dạng giống nhau thì hoạt động giống nhau. Thế thì để kiểm tra được ấy, thì mình sẽ trong mạch điện thì người ta thiết kế là ba con dơ này được mắc chung nhau một chân vào nguồn 12V sẵn rồi, nguồn dương 12V sẵn rồi. Thì ba cái chân còn lại của ba con dơ le này người ta sẽ lần lượt kết nối cái chân đó tới chân C của một con bóng bán dẫn, rồi con bóng bán dẫn đó sẽ nhận lệnh từ IC vi xử lý để điều khiển cái chân đó nối mát thì con dơ le nó hoạt động. Thì như con ngoài cùng này mình đang vẽ đây thì một chân người ta cũng sẵn nguồn 12V rồi, và một chân còn lại của dơ le người ta sẽ kết nối tới chân C của một con bóng bán dẫn ngược, và có chân E của con bán dẫn ngược thì đương nhiên nối mát rồi, và nó chỉ cần đợi nhận lệnh từ vi xử lý đến là nó sẽ nối cái chân còn lại của dơ le này xuống mát, là con dơ le này nó sẽ đóng tiếp điểm, nó sẽ chuyển từ tiếp điểm NC sang tiếp điểm NO. Đấy. Thế để kiểm tra được thì mình sẽ cấp điện vào cái chân 12V dương nguồn người ta đã cấp sẵn rồi, rồi mình sẽ lấy chân mát mình dí thử từng cái vào đây. Thì các bạn hãy lấy cái chân mát còn lại, chúng ta sẽ dí thử vào cái chân này để cho nó chạy. Chúng ta sẽ đo cặp này với đo cặp này. Tức là bình thường chưa dí điện thì cặp này phải thông đúng không ạ? Và cặp này phải không thông đúng không ạ? Bình thường mà ta chưa dơ le chưa hoạt động ấy, thì cặp C và NC là đang thông nhau và cặp C và NO không thông nhau. Thế thì khi chúng ta cấp điện vào cho nó chạy thì cặp C, cái chân C này nó phải thông sang NO và cái chân NC này phải không còn thông nữa. Có trường hợp nó bị dính tiếp điểm là nó thông cả ba luôn, hoặc là nó không thay đổi trạng thái. Rồi,
Thế thì mình đã kiểm tra rồi, thì đây mình làm thử một cái các bạn xem thôi. Và các bạn lưu ý cho mình là khi chúng ta thử trong máy in ấy, thì các bạn là dùng nguồn điều chỉnh ở ngoài này 12V, hoặc là các bạn dùng pin 9V trong đồng hồ vạn năng cũng được. Nhưng một cái lưu ý là để tránh làm ảnh hưởng tới các linh kiện hư hỏng, các linh kiện khác nằm trong máy in, thì các bạn phải cấp đúng chân nguồn. Đó là gì ạ? Cái chân cấp nguồn trung 12V thì các bạn phải cấp nguồn dương vào đây, và cái chân còn lại nối mát thì các bạn phải nối mát đó, chứ các bạn không nên cấp ngược lại. Tất nhiên dơ le nằm ở ngoài thì các bạn cấp ngược lại thoải mái sẽ ok. Thế còn dơ le nằm bên ngoài này thì hai cái chân con hút này các bạn thích cấp chân nào dương, chân nào mát cũng đều được. Thì tuy nhiên trong máy in người ta đã thiết kế rồi, nó có sự liên quan tới nguồn của các cái linh kiện khác, thì các bạn nên lưu ý cho mình là các bạn sẽ cấp cho mình đúng là chân mà người ta đã cấp nguồn dương VCC thì chúng ta phải cấp nguồn dương vào đó, và chân mát thì chúng ta phải nối mát, chúng ta không nên cấp ngược lại. Tức là nếu cấp ngược lại các bạn sẽ gì, mạch y người ta đang thiết kế chân này cấp nguồn dương mà các bạn nối mát vào thì có thể là khi chúng ta kích cho dây hoạt động nó sẽ ảnh hưởng tới cái linh kiện khác, bởi vì là cái nguồn dương trong mạch điện nó còn sử dụng cho các linh kiện khác nữa chứ không phải cho con dây này. Còn nếu dây nằm ở ngoài thì các bạn mắc thế nào cũng được, mắc như thế này hoặc các bạn lộn ngược lại nguồn cũng chẳng sao vì nó nằm bên ngoài. Rồi thì đây mình sẽ thử cho các bạn, mình sẽ đo thử cho các bạn một chút xíu. Ở trong máy in này thì nó có, nếu như trong sơ đồ máy in này thì các bạn sẽ thấy là đây, ở bên phía các bạn thấy có 3 chân này, 1 2 3 đây, 1 2. Thế thì cái chân này nó mắc nguồn 12V này, nó mắc chung với con dơ le phía bên này luôn này. Xong rồi đồng thời mắc chung với chân còn lại của dơ le, như vậy ba chân này mắc nguồn dương này, và chân này là điều khiển mát này, chân này mát, chân này sẽ điều khiển mát, nó kết nối vào những con bóng bán dẫn dán nằm ở đây. Đấy, để kiểm tra thử thì mình sẽ, nãy mình nhấc ra rồi, bây giờ mình sẽ thử các bạn này. Đó, mình sẽ hàn một cái chân cấp nguồn dương ở đây thôi. Và mình sẽ sử dụng cái đồng hồ, cái bộ nguồn điều chỉnh 12V này. Thì mình sẽ kẹp sẵn cái chân dương nguồn vào. Được chưa? Rồi sau đó chúng ta sử dụng đồng hồ. Đây, chúng ta sử dụng đồng hồ. Nó thông mạch các bạn nhé. Ở trạng thái chưa cấp điện cho dây nào hoạt động cả thì các bạn đo các chân C và NC là đều thông nhau. Đây, mình sẽ cho đo chân C và NC của con thứ nhất này. Đây, trạng thái này là chưa hoạt động nhé. Các bạn thấy thông nhau này. Như cái chân C và NO là không thông này. Các bạn nhé, khi mà chúng ta đo, các bạn lưu ý một điều là khi mà chúng ta đo thì chúng ta phải rút cái rắc kết nối từ motor ra, chả nó chạy thông qua rotor thì chúng ta rất là khó đo. Đây, mình sẽ kiểm tra con đầu tiên nhé. Đây các bạn thấy nhé, đây trạng thái chưa cấp điện này thì chân C và NO thông nhau này, đúng không ạ? Mình đo luôn, mình vừa đo mình vừa thử luôn này. Đó, các bạn thấy không? Trạng thái chưa cấp điện thì nó đã NC, tức là nó này thường đóng thì nó đã thông mạch như này rồi. Và bây giờ để mà thử này. Chờ chút mình tắt cái này thì cho nó đỡ bóng gọn nhá. Rồi ok. Đây các bạn này. Đấy, khi chúng ta chưa cấp điện thì nó đã thông nhau như này rồi. Chúng ta cấp điện vào thì nó phải nhả ra, đúng không ạ? Đấy các bạn thấy chưa, mình cấp điện vào nó phải nhả ra này, buông ra ngoài. Đó, như vậy tiếp điện bên trong tốt. Còn ở trạng thái chưa làm việc, tức là NO là đang thường hở, thì chúng ta cấp điện vào thì nó lại phải chuyển qua trạng thái đóng. Đấy các bạn thấy chưa. Đó, như vậy là chúng ta đã thử được gì, hai cặp tiếp điện ở bên trong dây len này rồi. Giống như trên sơ đồ thì chúng ta sẽ đo như này. Ở trạng thái chưa cấp điện cho dây len hoạt động thì đương nhiên chúng ta đo vào thì nó phải gì, nó phải thông, và chúng ta cấp điện cho nó hoạt động thì nó phải nhả cái tiếp điểm nó ra. Như vậy là cái tiếp điểm này chúng ta xác định là tốt đã, tại vì là trạng thái là gì, là trạng thái thường, tức là trạng thái là không, chưa cấp điện cho nó hoạt động thì nó phải thông, cấp điện thì nó phải nhả. Sau đó chúng ta chuyển qua đo sang cái chân NO này. Đấy, chân NO này là trạng thái chưa hoạt động thì nó phải hở mạch, và chúng ta cấp điện cho nó chạy thì nó phải thông mạch. Như vậy là chúng ta sẽ kiểm tra được cặp tiếp điện trong dây len này mà không phải nhấc ra.
Rồi, tương tự như hai con dưa còn lại, còn hai con dưa lê còn lại thì chúng ta làm như vậy. Thì sau khi kiểm tra thì mình phát hiện ra là một trong ba con này đang bị hư hỏng, thì mình sẽ tiến hành thay thế dưa lê. Rồi chúng ta sẽ kiểm tra tiếp xem máy đã hoạt động được ok chưa. Rồi đây các bạn nhé, mình đã thay thế xong mấy con dưa lê rồi. Đây, mình đã thay bằng ba con màu trắng bây giờ. Thì mình sẽ tiến hành cắm điện vào để chúng ta thử. Ok. Ok. Rồi, mình sẽ cắm điện vào thử đây. Ta sẽ xem nó hoạt động thế nào. Rồi, ta thử chức năng giặt đi. Rồi, bơm xả đã chạy này. Rồi, cấp nước này. Mình sẽ bơm nước. Rồi, một từ chạy ngay. Như vậy là chạy được luôn. Rất là đơn giản đúng không ạ? Rồi, đảo chiều ok. Như vậy là giặt đảo chiều là rất ok các bạn nhé. Đây, mấy linh kiện mình đã thay ra đây. Thì nó chỉ hư hỏng cái con màu đen này thôi, cái con về cặp đảo chiều thôi. Tuy nhiên là mình sẽ thay ra cả ba con, rồi sau đó mình sẽ mình sẽ cắt con hỏng này ra để mình xem là trong nó hư hỏng như nào. Rồi, như vậy là giặt đã chạy ok cả hai chiều rồi, thì chúng ta sẽ chuyển qua thực hiện chức năng vắt xem sao. Rồi, số 10 này là vắt đấy. Rồi các bạn theo dõi này, ta sẽ xem là vắt. Đã giặt được thì chắc chắn là sẽ vắt được ok. Rồi. Đó, chạy luôn. Mình rút cái dây phao ra cái là chạy luôn. Vậy là quá ok đúng không ạ? Thế thì sau đây mình chỉ cần xử lý là mình sẽ đổ keo và hàn mạch lại thôi. Ta sẽ chạy thêm một tí nữa. Keo nó bị chảy rất là, khi mà chúng ta làm những cái mạch điện mà nó bị chảy keo này thật sự là mình rất là ngán. Mình cũng không thích những cái loại nó bị chảy keo này, làm rất là bận. Anh em nhờ sửa thì mình làm thôi. Rồi, như vậy là máy đã chạy ok cả hai chế độ giặt và vắt rồi đấy. Thì sau đây mình sẽ tiến hành chạy thử nốt máy và mình sẽ đổ keo hàn trả lại. Thì mình cũng xin kết thúc cái video chia sẻ này đây. Bởi vì cái video quay nó cũng khá là dài rồi. Thì cái ban bệnh này thì nó không chạy được motor cả chế độ giặt và vắt. Thì sau khi kiểm tra xử lý là mình xác định là bị hư hỏng dưa le đảo chiều motor, thì chúng ta thay thế motor dưa le là chạy ok. Thì khi thay thế dưa le thì các bạn cứ lưu ý cho mình một cái điều hết sức đơn giản, đó là khi thay thế dưa le liên quan tới động cơ cổ góp như này thì các bạn phải thay theo cái thông số của nhà sản xuất người ta đã sử dụng. Ví dụ con này nó sử dụng là dưa le là 10A cho 250V thì các bạn phải dùng dưa le 10A hoặc là lớn hơn, hoặc có thể có loại 16A các bạn nhé. Chúng ta không nên thay cái loại 8A. Đấy, người ta ghi thông số rất là rõ ràng trên này là 10A 250V này. Các bạn chỉ cần lưu ý cho mình cái đó thôi. Đó, các bạn lưu ý cho mình là 10A 277V này, 10A 250V này. Đấy, và điện áp sử dụng của dưa le là 12V. Chúng ta không nên thay cái loại mà cái
dòng chịu đựng qua tiếp điện nó nhỏ quá, từ vì động cơ cổ góp. Đấy, tại vì động cơ cổ góp thì nó sẽ khi nó hoạt động thì cái dòng nó chuyển đổi cái đảo chiều motor ấy, thì cái dòng điện chạy qua tiếp điện nó motor cổ góp mà, thì dòng chạy qua nó rất là cao, cho nên là chúng ta phải thay thế đúng thông số kỹ thuật. Rồi, như vậy là máy quá ok rồi, thì mình cũng xin kết thúc video ở đây. Cảm ơn tất cả các bạn đã dành thời gian quan tâm theo dõi cái video clip này của mình, và xin chúc tất cả các bạn chúng ta ngày càng sửa chữa thành công hơn nữa, và hẹn gặp lại các bạn trong các video chia sẻ tiếp theo của mình nhé. Thân ái chào các bạn.